Hello, xin chào mọi người, mình là Duy và các bạn đang theo dõi Duy Thermodynamic. Và chúng ta đến với What the hell? Cái vấn đề số 4 trong nhiệt học các bạn. Một bình chứa một hỗn hợp khí ha. Hỗn hợp khí này bao gồm khí nitơ N2 và carbon dioxide và CO2. Nó cho khối lượng ha. Ở một cái nhiệt độ là T bằng 290 Kelvin. Các bạn khỏi cần đổi đơn vị của nhiệt độ. Và ở cái áp suất là B0 bằng 1 atm. Áp suất chuẩn các bạn. Tìm cái mật độ của hỗn hợp khí. Có nghĩa là tìm cái khối lượng riêng các bạn. Khối lượng riêng. Giả sử cái khí này là khí lý tưởng. Được chưa các bạn? Ok. Do đây là khí lý tưởng cho nên chúng ta sẽ áp dụng phương trình Clay-Baron các bạn. Được chưa? Apply Clay-Baron equation. Được chưa? Đầu tiên là cho từng chất trước đi, cho từng khí trước ha các bạn. Chúng ta có thể áp dụng phương trình Clay-Baron, phương trình trạng thái khí lý tưởng cho khí nitơ riêng của nó, khí carbon dioxide riêng khí carbon dioxide hoặc là cả cái hỗn hợp khí. Được chưa các bạn? Vậy for nitơ chúng ta có là B của nitơ cũng là áp suất như đó các bạn. Chúng ta gọi B1. Chúng ta gọi B1 ha. Tại B0 nó trùng với cái này. B1 nhân cho V đựng trong cái bình đó các bạn. Chiếm đầy cái bình đó thôi. M1 chia cho khối lượng mol của nitơ. Nitơ nhân cho RT. Được chưa các bạn? Chung một cái nhiệt độ, chung một cái bình chứa. Chỉ khác là áp suất do mỗi khí gây ra cho cái bình đó thì nó khác nhau. Giờ for carbon dioxide nè, thì mình có là B2V sẽ bằng MCO2 chia cho MCO2 chính là M2 các bạn. Này gọi là M1 đi cho nó dễ. M2 chia cho M lớn của CO2 nhân cho RT. Rồi. Rồi cho cái hỗn hợp. Chúng ta có là B0 nhân cho V nó sẽ bằng M của hỗn hợp thì nó là M1 cộng M2 các bạn. Chia cho M trung bình của hỗn hợp khí ha. Nhân cho RT. Được chưa các bạn? Đó, bây giờ chúng ta sẽ tìm liên hệ của ba phương trình này. Thì chúng ta đã biết có một cái định luật Dalton ha các bạn, định luật Dalton. Apply Dalton laws. Định luật Dalton nói là áp suất của toàn bộ hỗn hợp khí thì bằng tổng áp suất riêng phần. Được các bạn? Rồi chúng ta thay vào, chúng ta có là chúng ta sẽ có là B0. Chúng ta lấy hai phương trình này cộng lại các bạn. Lấy hai phương trình cộng lại là B1 cộng B2 nè. Tất cả nhân cho V nè. Chúng ta sẽ bằng bằng gì? Bằng M1 chia cho M lớn N2 cộng cho M2 chia cho M lớn của CO2 đóng ngoặc lại nhân cho RT. Đó, chúng ta đặt nhân tử chung mà. Chúng ta biết là cái này chính là B0. Như vậy, đây chính là B0. Nhân cho V thì nó sẽ bằng M1 M lớn N2 cộng cho M2 M lớn CO2 RT. Chưa các bạn? Ok, mặt khác chúng ta có gì? Chúng ta có B0V chính là M1 cộng cho M2 chia cho M trung bình
của hỗn hợp khí sẽ bằng M1 chia cho M lớn N2 cộng cho M2 chia cho M lớn CO2. RT với RT rút gọn bạn. Các bạn thấy B0V nè, thì nó sẽ bằng nguyên cái cụm này nhân cho RT. Nguyên cái cụm này cũng nhân cho RT. Nhớ bạn. Thì chúng ta rút gọn RT hai vế. Chúng ta được cái này. Và chúng ta dễ dàng có được là M trung bình của hỗn hợp khí thì nó sẽ bằng chúng ta sẽ có là M1 cộng cho M2 các bạn. Đá cái này lên đây, còn nguyên cái cụm này là mẫu của cái kia. Nó có là M1 chia cho M nitơ cộng cho M2 chia cho M CO2. Đó, chúng ta sẽ dùng cái này để làm tiếp các bạn. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ bôi ha. Chúng ta sẽ bôi các bạn bên đây. Là bôi cái này. Bằng M1 cộng M2 chia cho M của hỗn hợp nhân cho RT. Rồi chúng ta sẽ dùng cái phương trình này thay cái M hỗn hợp bằng vô đây, chúng ta sẽ có được là ta có gì. Mục tiêu của chúng ta là đi tìm khối lượng riêng. Rho sẽ bằng M1 cộng M2 chia cho V các bạn. M1 cộng M2 chia cho V thì chúng ta sẽ có là bằng đây, M1 cộng M2 chia cho V thì sẽ bằng B0 nhân M trung bình của hỗn hợp chia cho RT. B0 chúng ta có rồi, chúng ta ghi lại. M trung bình của hỗn hợp chính là cái này, M1 cộng M2. Chúng ta có thể quy đồng hả bạn, thì nó ra là M của nitơ nhân cho M của CO2 chia cho M1 thì nhân cho M lớn của CO2, còn M2 thì nhân cho M lớn của nitơ. Rồi, ở đây chúng ta có một phần RT. Chứ các bạn, chúng ta có thể thay số. Ok, chúng ta có B0 là 1 ATM có nghĩa là cỡ 10 mũ 5 Newton trên mét vuông hay là Pascal các bạn, nhân cho M1 là 7 gram, M2 là 11 gram. Rồi chúng ta có là M lớn của nitơ là 28, M lớn của CO2 chính là 44 cho là mấy cái này là gam chia mol nhân cho 44 gam chia mol, cái này là 7 nhân cho 7 gam nhân cho 44 gam chia mol cộng cho 28 11 chứ, 11 nhân 28 gam chia mol nhân cho 1 phần R. R chính là 8,31 nhân 8,31 nhân 10 mũ 3 joule kilogram K nhân cho T nữa là 290. Rồi, các bạn có thể thay số vô được ha. Rồi. Rồi, chúng ta kết thúc cái problem số 4 ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì các bạn thấy hay, hãy cho mình một like và share cái video này tới nhiều người khác để chúng ta có thể chia sẻ kiến thức các bạn. Các bạn nhớ nhấn vô nút chuông bên dưới hoặc là subscribe để đón xem những video tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn.